Xin chào em. Hôm nay thì thầy sẽ chữa cho chúng ta một số cái dạng bài tập liên quan tới phần axit nitric. Thì đầu tiên nó là dạng bài tập mà khi cho kim loại hoặc hỗn hợp kim loại tác dụng với axit nitric. Thế đây thầy có một bài tập đó là bài 8 trong cái bộ đề cương của thầy gửi cho các em. Chúng ta cùng chữa bài nhé. Đề bài như sau. Hòa tan 2,64 g hỗn hợp Fe và magie bằng dung dịch HNO3 loãng dư và chỉ thu được sản phẩm khử là 0,896 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn gồm NO và N2 và có tỷ khối với hydro bằng 14,75. Thành phần phần trăm khối lượng của sắt trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu? Và đây ta có 4 đáp án. Thì khi giải vào bắt đầu giải bài này thì chúng ta sẽ phải đi tóm tắt cái đề bài một chút nhé. À, đi vào bài giải. Ở đây chúng ta sẽ tóm tắt. Đề bài đầu tiên là người ta cho hỗn hợp gồm có Fe và magie. Đó. Và hỗn hợp này là chiếm 2,64 gam. Thì thấy đúng không? Tiếp theo là cộng với axit nitric. Mình nhớ là loãng và dư. Đấy. Thì sản phẩm chúng ta dự đoán ở đây. Đúng không? Chúng ta dự đoán ngay sản phẩm đây đó là Fe, NO3 tất cả 3 lần và magie NO3 tất cả 2 lần cộng với khí. Đây chúng ta để bài cho là khí là NO và N2 đó, thì hai khí này có số mol là 8, số lít là 0,86 lít đúng không, mà quy đổi là số mol 0,896 đúng không, chia ra 22,4 đó, thì chúng ta có 0,04 mol và cộng với khí H2 với nước H2O được chưa? Thì cái hỗn hợp khí này thì có tỷ khối với là M trung bình. À, người ta cho rồi M trung bình thì nó sẽ bằng là 14,75 nhân 2 kết quả chúng ta đây là bằng 29,5. Thì chúng ta đã hoàn thành xong cái tóm tắt rồi, và đề bài chúng ta phải tính phần trăm MFE. Đấy. Thì muốn tính được phần trăm của Fe chúng ta phải có số mol của Fe bao nhiêu đúng không? Có trong khối lượng của Fe ấy thì chúng ta phải có được số mol của Fe bao nhiêu. Muốn tìm được số mol Fe chúng ta phải tính dựa vào cái thứ nhất là khối lượng của Fe và magie, cái thứ hai này để bài cho hỗn hợp khí chúng ta phải dựa vào đấy, được chưa? Và cái bài tập này thì chúng ta sử dụng phương pháp đây đó là bảo toàn electron, được chưa? Đó, phương pháp chúng ta dùng ở đây. Bảo toàn electron. Đó, thế giải như nào? Thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể nhé. Giả sử thầy gọi thằng này là amon, thằng này là bmon, được chưa? Vậy chúng ta có phương trình khối lượng là 56A cộng với lại 24B bằng 2,64. Đây là phương trình số 1. Tiếp theo, bây giờ chúng ta muốn bảo toàn E thì chúng ta mới biết được số mol của N2 và NO bằng bao nhiêu. Chúng ta đi tìm nó, đúng không? Vậy số mol của N2 và NO thì chúng ta dựa vào số mol và cái tỷ khối. Đấy, bây giờ chúng ta đi tìm được số mol của NO và NO2. Và N2. Đó.
Cái tính số mol của N1 và N2 chúng ta sẽ sử dụng, nó một là phương pháp đường chéo để chúng ta sẽ tính, và từ đó chúng ta dùng cái hệ để gọi số mol này x với y mol. Đó. Thì ta có phương đầu tiên này đúng không? Đó, tổng số mol đúng không? Ký bằng x cộng y và bằng 0,04. Đây là sao một đi. Được chưa? Áp dụng quy tắc đường chéo như này. Đấy, có thể áp dụng quy tắc đường chéo thì chúng ta có đây là NO đúng không? Có khối lượng 30. N2 thì có khối lượng là 28 và trung bình đây là 29,5 dạ. Và chúng ta sẽ có cái tỷ lệ như sau, trừ đi trên này là 0,5, còn đây là 1,5. Vậy từ đây N của NO, N của N2 là bằng 3. Để sao 2 kết hợp sao 1 và sao 2 thì chúng ta giải cái hệ phương trình này ra, và chúng ta nhìn đây chúng ta đoán luôn là số mol của NO bằng 0,03 và N2 bằng 0,01. Giải hệ sao 1 sao 2 thì suy ra x bằng 0,03 mol, y bằng 0,01 mol. Bây giờ chúng ta có số mol của NO và N2 rồi thì chúng ta sẽ áp dụng bảo toàn hai cái đồng đây. Bảo toàn E đúng không? Ở đây chúng ta thấy này, FE từ 0 lên dương 3, 3G từ 0 lên dương 2, Niter từ dương 5 xuống dương 2 và 0. Đó. Thì chúng ta sẽ có quá trình bảo toàn E như sau. Đó, tổng số mol N nhường. Đó, N nhường đây. Nó sẽ bằng gì? 3 nhân với A cộng với 2B. Đây số mol N nhường. Giờ đây 3 2 được chưa? Nó sẽ bằng tổng số em nhận. Em nhận đây sẽ bằng nhiêu? 3 lần NO và 10 lần N2. Đó. 3 nhân với lại 0,03 cộng với lại 10 nhân với lại 0,01, đây là phương trình số 2. Từ 1 và 2, đây 1 đây và 2 chúng ta giải hệ ra thì ta không được A và B. Có 56A đúng không? Cộng với lại 24B bằng 2,64. Đó, và 3 cộng với lại 2B kết quả ở đây là bằng 0,1 là 0,19. Đó, giải ra A và B. Đây chúng ta có máy tính rồi, đúng không? Năm sáu này đúng không, 24 này, 2,64 này, ba này, hai này, 0,19 này. Đó, kết quả chúng ta đây là 0,018 và 0,068. Chúng ta giải ra 0,068 không, và đây là 0,010 0,018 được chưa? Vậy thì có A rồi, tức là có NFE rồi.
Vậy MFE ta tìm ra ngay thôi. Không phải 0,18 nhân 56 đúng không? Đó. Và kết quả chúng ta đây là 1,008 gram. Vậy phần trăm MFE bằng 1,008 chia cho 2,64 nhân 100%. Kết quả là 38,18%. Đó. Và so với đáp án chúng ta đúng không? Tôi thấy là đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Chị ạ.